Hành trình khám phá du lịch tâm linh bắt đầu từ chùa Trình hay chùa Bí Thượng là ngôi chùa đầu tiên tại cửa ngõ vào Yên Tử. Từ chùa Trình đi tiếp khoảng 9 km, du khách sẽ tới chùa Lân, tức Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Vượt qua hai lần cổng tham quan với những ngôi tháp nhỏ hai bên đường là chúng ta đã đặt chân đến với thiền viện. Trước chính điện uy nghi được đặt một quả cầu như ý báo ân Phật bằng đá hoa cương đỏ. Tiếp tục lộ trình tham quan thiền viện, du khách sẽ đi qua những con đường dợp hoa khoe sắc giữa các thiền đường và bảo tháp. Khu vực đẹp nhất và khang trang nhất thu hút khách hành hương đến đây là khu chánh pháp đường. Phía trước của tòa chánh pháp đường uy nghiêm là pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lớn nhất Việt Nam, đứng quay mặt về phía hồ Tĩnh Tâm. Vượt qua chín suối, du khách sẽ bước vào trung tâm khu di tích lịch sử văn hóa Yên Tử. Tại đây, du khách sẽ được đón chào nồng nhiệt và thân thiện bởi con người giàu văn ưu thiện tam biến. Protect city, keep sorrow away. Sau khi dâng hương tại Yên Tử, quý khách xuống núi có thể ghé thăm hồ Yên Trung, nơi đây được ví như là Đà Lạt thu nhỏ của miền Bắc nước ta. Quý khách tiếp tục cuộc hành trình khám phá du lịch tâm linh Uông Bí với điểm dừng chân tiếp theo là chùa Ba Vàng, còn gọi là Bảo Quang Tự, nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử tâm linh. Chùa Ba Vàng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của du lịch tâm linh tại Việt Nam. Chùa nằm ở độ cao 340m so với mặt nước biển, nằm trên ngọn núi với vị thế sức đẹp nhìn bao quát thành phố Uông Bí. Đặc biệt với hành lang La Hán hai bên, bộ tượng đá 18 vị La Hán được bày trí hài hòa, mỗi vị mỗi vẻ, gây ấn tượng đối với du khách và Phật tử thập phương. Đêm xuống, thay vì chìm hẳn trong bóng tịch dương, thì quần thể chùa Ba Vàng nổi bật lên bởi sắc màu rực rỡ lung linh của một chốn Phật thiêng.